lần, báo ra về quê một lần chứ bắt tiền không ra rồi. Nhưng mà em bắt thì em đi tàu lửa ra ngoài, nhưng mà không thấy về quê á, mới biết bà con mình họ. Diễm ơi, giờ không là Diễm. Trong em này bây giờ cứ nói đi gặp. Không, nhưng mà cái môi trường nó chia thành thành. Diễm ơi, không giờ không là Diễm. Trong em này bây giờ cứ nói đi gặp. Không, nhưng mà cái môi trường nó chia thành thành. Thôi lên chứ giờ đang nhậu lên chỉ cho nó mệt vậy. Nghỉ. Cái đình này à, đình này gần đó nè. Mà mình không ăn đồ lâu đó cho mấy anh đồ lâu. Mưa là hết. Đi theo bác cậu đó các con của mình chắc để ông động lực mình qua bệnh để cho muối ở đây, ví dụ con em nào đi đi qua nhưng mà mới nhỏ nha. Người ta mua người ta thì bị đau đau ốm xuống, người ta có cái máy cũ nó vẫn lỗ, bằng gì nó không có lỗ. Mọi chuyện đều có nguyên nhân mà. Thank you.
lớn chỉ cho nó mệt vậy? Nghỉ. Trả cho là cái đình này, đình này gần đó nè. Ngoài mình không ai lột bầu đâu, chẳng lẽ anh lột bầu? Mưa là hát. Đi ra đúng không? Đó, đò đi ra nó cầu nó có cái cồn của mình. À, mình đứng sát. Để ông đồng tâm qua bển mà, để cho mướn ở đây, ví dụ con em nào đi ra. Đây, nhưng mà bên đó nha, nhà mua thì rẻ. Người ta mua, người ta bị đau, đau ốc xuống, người ta có cái cũ nó vẫn lỗ. Bằng gì nó có không có lỗ. Anh em mình không phải không phải nói cái chuyện đó. Không, mọi chuyện đều có nguyên nhân mà. Bên cha, bên ba không? Đúng bên ba đúng không? Ý đó mẹ, đúng bên ba đúng không? Tôi nói về tình trạng như kia nó cũng đẹp. Không, 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 nói chừng đó. Em ra Bắc á, khi em cũng mấy tuổi em ra Bắc rồi á, mới thấy là cái đó là cái hay đó chứ không phải được.